Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu định hướng quan trọng. Cùng sự có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư quốc tế và trong nước. Là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, là cửa ngõ ra Biển Đông ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Khánh Hòa hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, qua đó tạo động lực sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Trung Bộ và cả nước. Đặc biệt, Khánh Hòa được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 09 vào đầu năm 2022 về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo quy hoạch được phê duyệt, mục tiêu phát triển tổng quát của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực Duyên Hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp, công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á, phấn đấu trở thành một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống hàng đầu của châu Á, với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Quy hoạch cũng xác định 3 vùng động lực phát triển của tỉnh Khánh Hòa là khu vực Vịnh Vân Phong, trung tâm kinh tế biển hiện đại, thành phố Nha Trang, trung tâm kinh tế chính trị văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, khu vực Vịnh Cam Ranh, vùng trọng điểm về kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, trong đó phát triển thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch logistics, huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế. Cùng với những đánh giá sự nỗ lực của Khánh Hòa trong thời gian qua, một số đại biểu cho rằng mức độ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thế mạnh của tỉnh. Các nguồn lực, nhất là nguồn lực về đất đai, tài nguyên khoáng sản chưa được quản lý và sử dụng thực sự hiệu quả. Công tác khai thác quản lý gắn với nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái biển chưa thực sự hiệu quả, bền vững. Mặc dù đã có sự nỗ lực, tuy nhiên kết quả hợp tác liên kết với các địa phương trong vùng còn hạn chế, chưa thực sự trở thành đô thị hạt nhân, động lực phát triển, cửa ngõ chính ra Biển Đông của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Một số ý kiến cũng cho rằng tỉnh Khánh Hòa chưa huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn FDI và vốn đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn. Cùng với đó là môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh vẫn nằm trong nhóm địa phương có chỉ số thấp, chậm được cải thiện, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Sau khi lắng nghe công bố quy hoạch và báo cáo xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa và các ý kiến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Khánh Hòa cần phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Sự nỗ lực, phấn đấu, quan trọng trước tiên, phải xuất phát từ bên trong, từ lãnh đạo tỉnh làm đầu tàu, lan tỏa sức mạnh ý chí và hành động đến từng người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Để làm được như vậy, theo Thủ tướng, tỉnh cần khẩn trương hoàn thiện, triển khai hiệu quả các quy hoạch, phát triển mạnh mẽ hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Nghiên cứu hoàn thiện tạo cơ chế chính sách đột phá và bố trí nguồn lực hợp lý để dẫn dắt thu hút đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển vùng động lực. Các dự án trọng điểm quốc gia của tỉnh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, không gian và dư địa đầu tư còn lớn, vì vậy Khánh Hòa cần tiết kiệm, lựa chọn các dự án đầu tư đáp ứng các yêu cầu, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Cùng với đó là tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường công khai minh bạch, đối thoại, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư doanh nghiệp và cải thiện nhanh các chỉ số về cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chúng ta phải có cái chương trình hành động cụ thể hóa các cái quy hoạch này bằng các cái dự án, bằng các cái nhiệm vụ cụ thể, rồi có cái lộ trình thực hiện, rồi có cái người phụ trách cho nó cụ thể và có cái kiểm tra giám sát thực hiện quy hoạch. Nếu mà chúng ta xây dựng được một cái cung triển lãm quy hoạch thì là tốt. Cung triển lãm quy hoạch thì nó có mấy cái tác dụng. Một là cái công bố quy hoạch công khai minh bạch cho người dân giám sát, doanh nghiệp giám sát. Cái thứ hai là cũng là cái xúc tiến đầu tư. Và cái thứ ba là cũng là cái sản phẩm du lịch. Và cái thứ tư là chúng ta để cho người dân giám sát thực hiện các cái quy hoạch. Và cái thứ năm là chúng ta cũng phải tạo cái sự hấp dẫn trong cái tổng thể phát triển du lịch.
Cùng với giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương trong vùng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cần xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp, điều kiện về phát triển bền vững và các quy định về an ninh quốc phòng. Kinh doanh và đầu tư theo đúng luật pháp, rồi mở rộng cái văn hóa kinh doanh tích cực, rồi góp phần đảm bảo cái an sinh xã hội, đảm bảo cái môi trường, rồi làm tốt cái công tác xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu để có những cơ chế chính sách phù hợp, tạo thuận lợi cho Khánh Hòa huy động cao nhất các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tranh thủ có hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ của các nhà tài trợ, nhà đầu tư để Khánh Hòa bứt tốc phát triển, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đề ra. Tại hội nghị, tỉnh Khánh Hòa đã lựa chọn cho quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 dự án với tổng vốn trên 31,2 nghìn tỷ đồng, ký biên bản ghi nhớ 16 dự án với tổng vốn đăng ký trên 80,6 nghìn tỷ đồng. Chiều nay, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết Chôn Trần Nam Thơ Mê tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và chùa Muni An Say tại thành phố Cần Thơ. Cùng sự có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc, sư sãi, tăng sinh và đồng bào Khmer tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Đồng chí biểu dương cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố Cần Thơ luôn gắn bó mật thiết, tạo điều kiện để Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer phát huy hiệu quả vai trò là một cơ sở giáo dục đáp ứng nguyện vọng của chư tăng Phật tử, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục để ngày càng có nhiều con em người đồng bào dân tộc vào làm việc ở các cơ quan của chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào nhiều hơn nữa, có kế hoạch thăm hỏi, động viên, kịp thời giúp đỡ các hộ Khmer nghèo có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trọn vẹn Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây trong không khí yên vui đầm ấm, để không một người dân, một gia đình đồng bào Khmer nào không có Tết. Nhân dịp này, đoàn đã trao những phần quà ý nghĩa đến các vị chức sắc Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer và các vị sư sãi, a cha, tăng sinh, đồng thời chúc các vị năm mới an lành, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi mới. Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ. Chiều nay, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đã gặp mặt Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam và Đoàn Doanh nhân tiêu biểu của Hội. Thời gian qua, đội ngũ doanh nhân tư nhân ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Các doanh nghiệp doanh nhân tư nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trong nước và vươn tầm ra khu vực và thế giới. Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam mong muốn nhà nước tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, nhất là cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng kịp thời với lãi suất phù hợp, thủ tục nhanh gọn cũng như giảm một số thuế phí để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhằm hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp hoạt động, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam quyết tâm đồng hành cùng chính phủ, cam kết mang hết tâm tài trí tín để cống hiến và xây dựng kinh tế đất nước. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị bộ ngành cùng chính quyền các cấp tăng cường đối thoại, lắng nghe, chia sẻ, giải quyết những vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp, kiên quyết ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Phó Thủ tướng mong muốn Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Chính phủ vừa chính thức có tờ trình gửi Quốc hội đề xuất một số chính sách mới trong quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo tờ trình của Chính phủ, việc ban hành các chính sách trên là cần thiết để nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh tại Việt Nam, góp phần phục hồi phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội đề xuất các nội dung, bao gồm thực hiện chủ trương cấp thị thực, visa điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ, giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước, vùng lãnh thổ trên cơ sở có đi có lại, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Visa điện tử sẽ được nâng thời hạn từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần, nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày.
Tờ trình Chính phủ cho rằng, việc cho phép người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn visa được tạm trú đến 45 ngày sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân các nước có thời gian thực hiện các chương trình du lịch nghỉ dưỡng, tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, xã hội. Đồng thời, việc thực hiện các nội dung này sẽ không làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí và nguồn lực của nhà nước. Các chính sách mới này còn giúp giảm chi phí cho các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục liên quan tới xuất nhập cảnh của người nước ngoài. Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng ký để đưa vào nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tháng 5 năm 2023. Chính phủ vừa có nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023, trong đó đã quyết nghị về việc xây dựng dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Quyết nghị của Chính phủ nêu rõ, thống nhất đổi tên thành dự thảo luật căn cước, Chính phủ quy định chi tiết nội dung về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước. Chính phủ cũng quyết nghị về việc cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi, đồng thời giao cơ quan soạn thảo cần tiếp tục đánh giá tác động, rà soát, nghiên cứu kỹ, bảo đảm khả thi, tránh gây xung đột với các quy định pháp luật liên quan. Quyết nghị cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các điều ước quốc tế liên quan để có quy định phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Việt Nam, sự phát triển công nghệ, nguyên tắc là tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi sử dụng căn cước trong các giao dịch, bảo đảm bí mật đời tư, bí mật cá nhân theo quy định. Ngày hôm nay, mùng 2 tháng 4, theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, Cục đã ký quyết định công bố gia hạn danh mục 760 thuốc, nguyên liệu làm thuốc đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, nâng tổng số thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được Bộ Y tế gia hạn đến nay lên hơn 10.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ký quyết định công bố danh mục 760 thuốc nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80 năm 2023 QH15. Tính đến thời điểm này, đây là đợt gia hạn thứ 3 của năm 2023 theo nghị quyết số 80 của Quốc hội. Trong đó, 760 thuốc nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn lần này có 565 thuốc sản xuất trong nước, 195 sản phẩm thuốc nước ngoài. Các thuốc được gia hạn lần này khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý, bao gồm các thuốc điều trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường, thuốc kháng virus, cũng như các thuốc hạ sốt, giảm đau thông thường khác. Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, những ngày vừa qua tình trạng ùn ứ lại tái diễn tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị do lượng xe hàng hóa tăng đột biến. Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Khu Đô thị Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, tính đến 20 giờ ngày 30 tháng 3, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 743 xe hàng tồn chờ xuất khẩu, trong đó có 582 xe hoa quả và 161 xe hàng khác. Cũng trong ngày 30 tháng 3, số lượng xe xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn là 961 xe, trong đó 359 xe xuất khẩu và 602 xe hàng nhập khẩu. Lực lượng chức năng Việt Nam Trung Quốc đã thống nhất tăng thời gian thông quan lên 19 giờ, thậm chí hỗ trợ thông quan với hàng nhập khẩu đến 22 giờ. Nhờ đó, lượng xe ùn đã giảm đáng kể và số còn tồn xếp hàng phần lớn là container rỗng chờ nhận hàng từ phía Trung Quốc. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các hiệp hội, ngành hàng thông báo cho doanh nghiệp giảm lượng xe hàng lên biên giới hoặc lựa chọn hình thức xuất khẩu khác. Việc này để tránh tình trạng ùn ứ khiến hàng hóa nông sản hư hỏng, gây thiệt hại như những năm trước. Thưa quý vị, Hà Giang là địa phương duy nhất có đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây Trung Quốc. Với lợi thế về vị trí địa lý, tỉnh Hà Giang luôn tích cực thúc đẩy quan hệ ngoại giao với các địa phương phía nước bạn trên tinh thần quán triệt sâu sắc những kết quả mà lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã đạt được. Từ đó thu được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực để quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Xín Mần - Đô Long là cửa khẩu song phương có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế khu vực phía Tây tỉnh Hà Giang với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Sau 3 năm dừng hoạt động do đại dịch COVID-19, chính quyền huyện Xín Mần và huyện Mã Quan đã cùng phối hợp tổ chức hội đàm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để cửa khẩu này thông quan trở lại vào ngày 31 tháng 3. Thì trong thời gian tới là chúng tôi tiếp tục phối hợp với các cái cơ quan của tỉnh là rà soát lại toàn bộ các cái nội dung hoạt động của khu vực biên giới mà đã được ký kết giữa hai bên để hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ để đảm bảo đưa vào hoạt động theo đúng khuôn khổ quy định của các nghị định thư và các cái quy định hiện hành.
Cùng với đó là tổ chức hội nghị song phương giữa bí thư các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và bí thư tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thành công của chương trình, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế, đầu tư và phát triển thương mại giữa các địa phương hai nước. Đây cũng có một ý nghĩa là nhằm thúc đẩy cái hoạt động đối ngoại trực tiếp trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, kể cả về cái công tác đối ngoại đảng, đối ngoại ngoại giao nhà nước và cái công tác đối ngoại nhân dân. Thì nó thể hiện ra một cái việc là chúng ta đã có rất nhiều cái quyết tâm và cũng khẳng định với lại phía Trung Quốc là chúng ta sẵn sàng mở cửa. Những nỗ lực về hoạt động đối ngoại của tỉnh Hà Giang với các tỉnh biên giới Trung Quốc trên tinh thần linh hoạt bám sát tình hình thực tiễn đã góp phần hiện thực hóa thành công quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quan hệ ngoại giao và hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tăng cường an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Thưa quý vị, mặc dù còn tròn một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, tuy nhiên hiện nay đang ghi nhận giá vé máy bay dịp nghỉ lễ tăng cao kỷ lục. Khảo sát cho thấy giá vé khứ hồi chặng Hà Nội-Đà Nẵng dịp cao điểm nghỉ lễ có giá từ 4,5 triệu đồng đến gần 10 triệu đồng, chặng Hà Nội-Phú Quốc cũng có giá từ 7 đến 10 triệu đồng, Hà Nội-Nha Trang cũng từ hơn 6 triệu đến gần 11 triệu. Trong khi không chỉ các địa điểm trong nước, giá vé máy bay các quốc gia khác dịp này cũng tăng cao. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày tạo điều kiện để nhiều người lên kế hoạch du lịch với bạn bè. Hiện nay nhiều tour hiện đã hết chỗ, mặc dù còn thời gian dài nữa mới tới kỳ nghỉ lễ này. Bình quân cứ 2 tuần một lần, cán bộ công chức người lao động của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng lại ra quân chăm sóc, dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường kiểu mẫu và vườn mẫu trên địa bàn. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ của mô hình dân vận khéo thứ 5, ngày nông thôn mới, ngày về với nhân dân. Hôm nay, cán bộ xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xuống hai thôn Giàn Bí, Tà Lang để cùng bà con thiết kế xây dựng tường rào cổng ngõ. Là người dân sẽ là người thi công, do đó cũng phải chọn ra những cái hình mẫu nào nó có tính đơn giản và nó dễ gần gũi với người dân nhất, và thứ hai là để cho người dân dễ cảm nhận và người dân làm theo sở thích, làm theo thích thú của họ. Từ năm 2018 đến nay, mô hình dân vận ngày nông thôn mới, ngày về với nhân dân đã giúp bà con xây dựng được 36 mô hình vườn mẫu, 7 tuyến đường kiểu mẫu. Hòa Bắc được xem là xã nghèo nhất của thành phố Đà Nẵng. Có thể nói mô hình dân vận khéo đã huy động được sức dân, tạo khí thế, động lực để bà con thi đua sản xuất kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Công đoàn cũng phối hợp với các ban ngành mặt trận đoàn thể cũng đã hỗ trợ cây giống cũng như là hỗ trợ về nhân công để bà con cùng nhau phát triển và phát triển về kinh tế và hướng đến là các điểm du lịch. Sức lan tỏa của mô hình dân vận ngày nông thôn mới, ngày về với nhân dân đã vượt ra ngoài khuôn khổ của việc xây dựng được các mô hình sản xuất, tạo cảnh quan, bảo đảm môi trường. Thành quả đáng ghi nhận nhất trong xuyên suốt 5 năm qua đó là khơi dậy được cả sức và lực trong nhân dân, hình thành nên tập thể đoàn kết, từ đó cùng nhau xây dựng quê hương Hòa Bắc yên bình, văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.